Hiện tại thì đã qua một tháng kể từ ngày chuẩn bị ao. Thì đây là cái nơi mà để tiến hành thả giống. Hiện tại là con giống đã tới rồi nha bà con. Ở đây bên em thả xong rồi nha bà con. Thì mỗi một cái dèo là 10.000. Thì đây là những cái mùng mà đã qua được một tháng rồi nha bà con. Bà con thấy là bên trong bèo là nó ăn sạch hết rồi. Như bà con thấy đây là bên em để tay xuống là tự nó bò luôn nè, thấy không? Đấy, ốc khỏe là tự bò lên tay luôn. Vậy nó mới gọi là ốc khỏe chứ. Xin kính chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Hoa Đèn Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin tiếp tục tập 2 trong cái mô hình nuôi ốc bươu thương phẩm. Như bà con thấy đây là cái ao bên em tư vấn. Hiện tại thì đã qua một tháng kể từ ngày chuẩn bị ao. Bà con thấy là bèo nó phát triển khá là đẹp phải không? Bèo ấu gông. Đây là ấu nha bà con. Ấu chỉ mới phát thôi, nó sẽ còn phát thêm nữa. Con ốc nó sẽ ăn lá. Và khi mà có củ mà già luôn thì khi chúng ta nuôi sinh sản con ốc nó sẽ ăn khá là nhiều. Ở đây thì có cả gâm đuôi chồn. Bà con thấy không? Gâm đuôi chồn, bèo. Thức ăn nói chung là đầy đủ cho con ốc rồi. Ở đây là bên em tư vấn thêm cho bên chủ nhà là sẽ làm thêm một cái giàn. Một cái giàn để trồng các cái loại gãy cây như là bầu, mướp, bí đao để hỗ trợ thêm phần thức ăn cho nó thôi. Bèo như thế này á là tầm khoảng chúng ta xuống giống tầm khoảng một tháng là nó sẽ ăn rụi hết à. Nên chúng ta phải đầu tư thêm một cái giàn để trồng các loại gãy bổ sung thức ăn cho ngốc thôi. Thì đây là cái nơi mà để tiến hành thả giống. Một cái ao chúng ta nuôi tự nhiên thì chúng ta cần phải dưỡng con giống tầm khoảng 4 tuần đến 8 tuần trong cái mùng. Nhưng mà con thấy hiện tại ở đây có 5 mùng. Mỗi cái mùng thì dài 2m, ngang 1m và cao nửa mét. Một cái mùng như thế này bên em sẽ xuống 10.000. 10.000 con giống thì tổng cộng 5 mùng sẽ là 50.000. Tầm khoảng 2 tuần rồi chúng ta cần phải tách ra thêm. Nếu mà để cho một cái mùng 10.000 thì nó rất là chặt. Ở bên trong mùng này thì chúng ta sẽ để các cái cây thủy sinh để làm cái giá thể cho con ốc nó bám cũng như là thức ăn cho nó. Bà con thấy ở đây bên em để bèo qua dâu và gông đuôi chồn.
Đây là gâm đuôi tròn nha bà con. Này làm thức ăn thôi, làm thức ăn và làm giá thể. Hiện tại là con giống đã tới rồi nha bà con. Ở đây có 5 thùng, mỗi thùng 10.000. Thì giống này giống một tuần tuổi thôi. Giống một tuần tuổi thì cái độ thích nghi nó rất là cao và vận chuyển được rất là xa. Từ trang trại của bên em cho tới đây tầm 15 cây thôi, nên bên em cũng không có đóng nhiều bèo. Chỉ đơn giản thôi. Lá phai mì dưới gâm đuôi chồn. Khi mà con giống một tuần tuổi này á, nếu mà nuôi theo cái hình thức tự nhiên ruộng lúa này thì chúng ta cần phải dưỡng. Nhất thiết là chúng ta phải dưỡng trong mùng. Khi mà nó lên tầm ngón út thì chúng ta sẽ bung ra. Nếu mà bà con mà thả trực tiếp ra luôn ngoài tự nhiên á thì chúng ta sẽ rất là dễ bị các cái thiên địch ăn, như là ếch hoặc lươn. Chủ yếu là ếch, ếch nó sẽ ăn rất là nhiều. Trước khi thả thì chúng ta sẽ để một cái quạt lên để làm giá thể. Thì bà con có thể để lá bông súng, lá chuối. Ở đây bên em để lá môn. Thì cái lá môn này là khi chúng ta thả thì vài ngày sau là con ốc nó sẽ ăn luôn. Chúng ta không cần phải lấy ra. Như chúng ta để lá chuối thì chúng ta phải lấy ra. Thì chúng ta để tầm vài lá thôi. Nói chung bà con thả là cách thả là rất là quan trọng. Không được để cho con ốc nó chìm dưới, nó lên không nổi. Ok, sẽ tiến hành thả ra nha bà con. Ở đây bên em thả xong rồi nha bà con. Thì mỗi một cái dèo là 10.000. Chúng ta cứ thả lên cái lá môn thôi. Nó sẽ tự tản ra. Nói chung cách thả này là cũng đơn giản rồi. Bên em cũng đã hướng dẫn khá là nhiều. Làm rất là nhiều clip để hướng dẫn về cách thả. Khi mà bà con đem giống về, cái quan trọng đầu tiên nhất là tập cho nó làm quen về cái môi trường nước. Xong rồi chúng ta sẽ tiến hành thả lên một cái tàu lá để cho nó tự nó tản ra. Chứ không được mà đổ xuống. Đổ xuống thì rất là dễ làm con ốc nó ngợp. Nó ngợp là nó chìm dưới đáy nó lên không được. Với 50.000 con giống này, chúng ta sẽ dưỡng trong cái mùng này tầm khoảng 4 tuần. 4 tuần thì con giống nó sẽ lên được 5 tuần. Thì tầm khoảng 1 tháng sau em sẽ quay lại để xem cái độ phát triển của nó như thế nào. Thì ở đây nửa tháng, 2 tuần, khi mà dưỡng trong 2 tuần thì sẽ bắt buộc phải tách ra, tách riêng ra. Bên em cũng đã hướng dẫn rồi, sẽ yêu cầu chủ nhà nên làm thêm mùng để tách ra. Xin kính chào bà con. Thì một tháng rồi nha bà con. Như bà con thấy là chủ nhà đã làm đường dây điện và làm một cái dàn mướp rất là đẹp. Thì cái dàn này là làm từ chàm thôi. Nói chung là ông chủ nhà này khá là nghe bên em tư vấn. Thì bên em tư vấn cái vấn đề gì là ông ấy làm theo thôi. Đấy, cái dàn mướp này làm từ chàm. Làm cũng rất là chắc chắn. Thì với cái dàn như thế này thì chúng ta sẽ trồng các cái loại như là mướp, trồng bầu, trồng bí để làm thức ăn cho ngốc thôi. Thì đây là những cái mùng mà đã qua được một tháng rồi nha bà con. Bà con thấy là bên trong bèo là nó ăn sạch hết rồi. Nhưng một tháng trước thì bên em để bèo chứ gông. Nó ăn sơ sát rồi nè. Ở đây chủ nhà đã làm thêm 3 cái mùng lớn với 6 cái mùng nhỏ nữa.
Hai bà con thấy không? Ốc này được 5 tầng, 5 tầng nha bà con. Có một con nó lên đầu đũa rồi đấy. Hay như con này là lên tầm ngón út rồi nè, ngón trỏ luôn rồi. Thì một số con nó vẫn còn khá là nhỏ mà hạt bắp thôi. Đây con này là tầm hạt bắp. Thì con ốc nó khỏe là nó ăn kim là lách tách luôn. Nhưng mà con thấy đây là bên em để tay xuống là tự nó bò luôn nè, thấy không? Đấy, ốc khỏe là tự bò lên tay luôn. Vậy nó mới gọi là ốc khỏe chứ. Thì hôm trước bên chủ nhà có chia sẻ là do mấy trận mưa, mưa cao quá nên cái nó ngập mùng là một số nó ra ngoài hết một số rồi. Nó chỉ còn một mớ thôi. Chúng ta nuôi với cái hình thức tự nhiên nó rất là khỏe, chúng ta không cần phải thay nước nhiều. Một tháng chúng ta đưa nước vô 2 lần, nếu mà mưa quá chúng ta cần phải bón vôi thôi. Như thế này thì chúng ta sẽ đưa ngoài tự nhiên để nó phát triển thêm. Ở đây là các cái mùng mà bên chủ nhà tách ra. Sáu cái mùng nhỏ, cái mùng này nửa mét. Nửa mét và 1 mét, nhìn rất là đẹp. Thì chúng ta nuôi mật độ càng thưa thì càng nhanh lớn thôi. Đây có một số con là bằng ngón tay hết rồi nè. Một số con thì nó lại bằng hạt bắp. Thì có nhiều bà con là cũng nói là sau một số con khá là lớn, một số con khá là nhỏ. Thì nói chung là cái thể trạng của nó thôi. Cái vấn đề này thì em cũng không giải thích được. Thể trạng của nó ăn nhiều thì nuôi thì con người cũng vậy mà, cũng có người mập người ốm nên chúng ta cũng không thể nào mà giải thích được. Nói chung là rất là khó để giải thích. Với những cái mùng này thì bên em sẽ yêu cầu là chủ nhà tách những cái con nào mà tầm khoảng đầu đũa tới ngón út là chúng ta sẽ tách ra ngoài, đầu đũa cho lên tách hết. Còn những con mà nhỏ sẽ để dưỡng tiếp tầm khoảng 2-3 tầng nữa cho nó lớn lên tí thì chúng ta sẽ thả ra ngoài tự nhiên thì nó không bị các cái thiên địch nó ăn. Thì chắc tầm khoảng 1 tháng nữa em sẽ quay lại để chia sẻ về cái độ phát triển của con giống cho bà con xem. Thì cũng rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà có cái câu hỏi gì hoặc là thắc mắc gì thì bà con hãy kéo xuống phần bình luận á, bà con cứ để lại câu hỏi đó, anh em sẽ tổng hợp và giải thích ở cái video sau. Thôi thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video bên em sẽ gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.